Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thiên Phủ Audio. Cái video ngày hôm nay là Phủ sẽ review toàn tập rất là nhiều thiết bị cho mọi người, rất là nhiều brand. Và mình sẽ chia sẻ ngắn sơ bộ cho một số brand cho các bạn, những người dùng, những khách hàng có thể, các bạn đang follow kênh có thể biết thêm nhiều những sản phẩm mà bên Thiên Phủ có làm. Và những sản phẩm này vẫn đang có mặt tại thị trường các bạn ha. Ok, mời các bạn đây. Đây trước mặt các bạn đây là các bạn và Khánh, Duy và Luân với lại Hạnh đang gom hàng để cái set này là để dành cho khách hàng chuẩn bị lắp đặt. Tại vì có nhiều, gần đây thì Vũ và các bạn có nhận rất là nhiều phòng xem phim, nghe nhạc, luôn cả karaoke, rất là nhiều. Các bạn đang gom hàng để chờ cái phần nội thất xong để các bạn lắp cho khách hàng. Thật ra còn rất là nhiều nữa nha mọi người. Nhưng mà tại vì ở đây thì chỉ mặt một số mặt hàng mình giới thiệu cho mọi người ha. Thì khi nào mà hoàn thiện xong những cái căn phòng đó thì Huy và Hạnh sẽ review cho mọi người cùng xem, giới thiệu mọi người nhiều căn phòng hoàn thiện, cái cách làm, coi như cái cách setup nó là sao, cái thiết kế nó như thế nào cho mọi người tham khảo thêm. Mọi người đừng quên bấm like và subscribe channel để theo dõi nhiều video hay của Thiên Vũ nha. Còn video hôm nay thì mình đi dạo, mình sẽ unbox xin hàng loạt cho mọi người cùng xem luôn. Rồi trước mặt các bạn đây, đồ nhỏ trước đi. Đây là hệ thống toa các bạn, đây là loa toa. Cái dòng này là dòng loa âm trần với lại cái re-arm của toa. Thì cái này dành cho cái hệ F&B và văn phòng office ha, hoặc là những cái văn phòng, những cái office ha bạn ha, hoặc những là quán cà phê nhỏ nhỏ với mức kinh phí vừa phải. Đấy, cầm set nó khoảng 6 lo và 1 arm đó, nhưng mà này chưa có lắp. Còn đây là có 8, còn đây là sub 112i. Đây là sub 112i của SE, thương hiệu của Đức. Và 112i Pro này là có DSP bên trong như bạn, nó có nguyên một hệ sinh thái ở bên trong luôn, không phải là giống như con 113. Con súp này nó gần 30 triệu nha mọi người ha. Nó thùng nó ngoài giống thôi, nhưng mà series nó khác và công nghệ nó khác hoàn toàn luôn. Đấy, và thương hiệu của Đức, sản xuất tại China. Rắc phụ kiện là sử dụng là của Nutrix. Đấy, và số e-way mã code web khá là đầy đủ, thông tin rất là rõ ràng mọi người ha. Rồi, ok. Rồi, mọi người ở đây thì ngoài ra cái hệ thống này, những cái gần đây Vũ có làm về brand. Đây là brand Magnat. Đây là dòng loa âm trần dành cho xem phim các bạn ha. Để Vũ mở cho các bạn xem cơ bản, xem tham khảo từng món. Hôm nay mình sẽ unbox toàn bộ cho bạn luôn, nhiều brand luôn. Đấy, ok. Rồi, ok. Đấy các bạn, nó có những phụ kiện này nè. Đấy các bạn, bên Thiên Vũ vào làm vòng phim cho khách hàng, những phòng giải trí đa năng cho khách hàng rất là nhiều. Và đây là hiện lại một xu hướng mà khách hàng đang làm ở Thiên Vũ rất là nhiều các bạn. Đấy, nó có cho mình một cái mặt này. Cái mặt này là mọi người để ướp lên trần, mọi người khoét theo đường viền này là chúng ta gắn loa vào là nó ngon lành. Cành đào ha mọi người ha. Đấy, để nó đây đi. Đấy, cái loa. Và cái những cái dòng series như này nè các bạn, thực ra nó giá thành nó rất là mềm nha các bạn. Nó không có quá cao đâu. Ngày trước các bạn suy nghĩ những khách hàng chúng ta follow vòng phim khoảng cả tỷ, 2 tỷ, thật ra đó là những cái phòng dự án nhiều lắm. Nó dành cho thương mại là nhiều các bạn. Còn ở góc độ mà gia đình á, chúng ta có những cái hệ thống nó rơi khoảng vài chục triệu, 100 mấy triệu đến 200-300 triệu là chúng ta có một hệ thống rất là cao cấp trong ở phân khúc gia đình các bạn. Nó không nhất thiết là phải đầu tư quá nhiều các bạn. Đây, Vũ cho các bạn xem. Đây là một dòng loa trần size với cũ River Bass là 8 inch các bạn ha. Đây, nè 8 inch. Đây các bạn, hãng âm thanh mình á, đặt tên dễ biết đó các bạn. IC là tức là nó viết tắt tự là in selling các bạn. In selling các bạn là tức là in world, và selling tức là trên trần. 8 82 năm nay là cái cũ River này, là cũ River để mình Vũ chưa có mở. Thật ra cũ của nó này các bạn thấy cái hình không, màn hình đây không nè, tức là một cũ River Bass 8 inch và hai cũ Jeff định hướng là hai phía. Cái này nó rất phù hợp để tại sao chọn cái này là tại vì Hạnh chọn cái mã này là nó mở, thứ nhất là kinh phí nó hợp lý. Cái thứ hai là con này có thiết kế cái góc phủ nó rất là rộng, thì những khách hàng mà có những cái phòng diện tích lớn thì có thể góc phủ của Asmod nó sẽ thể hiện tốt hơn, cũng như là những cái âm sắc chi tiết nó sẽ nghe rõ ràng hơn đó. Ok, rồi Vũ đi review các bạn cái khác đó. Đây là cái dòng loa đấy, mình khui cho các bạn coi luôn. Đấy các bạn coi ha, đầy đủ màng, các bạn thấy không, màng sợi carbon đàng hoàng dữ dằn các bạn. Các bạn thấy ghê không? Đó. Mà các bạn đừng nghĩ là nó rất là giá thành rất hợp lý đó. Ok, mời các bạn đi tiếp. Hôm nay khui gì cho mọi người đó ta. Đây là những cái đầu bóc on in one có thể xem phim được nè, chuẩn Netflix, Google. Đây là mẫu mới các bạn, Vũ chưa review cho mọi người mẫu này.
Dòng này thì thấp tiền hơn một tí xíu, nôm na là giá thành nó sẽ rẻ hơn khoảng 30% đến 40% so với lại con Homatic này. Thì đương nhiên là về cấu hình, về phần cứng của cái đầu đua này nó sẽ giảm đi, ví dụ như là 16GB và 8GB, rồi RAM 4GB và RAM 2GB, rồi chip xử lý đó, thì nó sẽ giảm, giá thành nó sẽ thấp xuống nha mọi người ha. Nhưng mà trải nghiệm vẫn rất mượt mà. Thì bây giờ công nghệ update rất là nhiều, khách hàng có rất là nhiều sự lựa chọn, chúng ta không có sợ bị cái sự phụ thuộc đâu cả đó. Còn đây là Beta 87, đi theo mấy cầm lê của các bạn, chào các bạn. À, giới thiệu các bạn ở đây luôn, đây là dòng Sure cao cấp. Đây là có thể không thể là maximum, nhưng mà Vũ cũng review các bạn, đây là hai bộ mà mấy bạn bán cho khách hàng. Một bộ này rơi bao nhiêu Khánh nhỉ? 27 triệu. Một tai mic các bạn. Đây là mic Pro Sure Beta 87. Đây là một dòng receiver là XLXD. Trước đây nó có một cái dòng nhỏ nhỏ bóc thế này nè. Nhưng mà Vũ không thèm bán nữa. Hôm video Vũ chia sẻ tại sao Vũ không bán. Vũ lấy cho mọi người coi luôn. Đây cũng là Sure nè các bạn. Cũng có đầu Beta, cũng có SM58, Beta 58 và Beta 87. Nhưng đối với cái con receiver này đó mọi người, Vũ đã ngừng bán nó lâu. Tại vì các bạn, thì thật ra cái con này sóng nó rất là yếu các bạn. Thật ra nếu mà khách hàng á, mình hay tư vấn khách hàng á, một á, là các bạn lên hẳn dòng này. Hai là nếu mà chúng ta xác định chỉ sử dụng trong nhà thì chúng ta sẽ sử dụng dòng này thì được. Nhưng mà chúng ta sử dụng dòng này mà chúng ta muốn linh hoạt đem ra ngoài trời hay mọi này nọ, taxi đi qua nè, hay khu vực nào mà có kim loại rất là nhiều nè, băng tần số nó không ổn định nè, thì cái con này nó không làm tốt được cái việc sóng các bạn ha. Thì chúng ta quá trình xài nó rất khó chịu, nhưng mà xài cố định trong nhà thì cũng ok đó. Thì cái video Vũ giới thiệu unbox tất cả sản phẩm rồi giới thiệu mọi người luôn và chia sẻ mọi người tại sao mà nên mua cái nào và không nên mua cái nào đó. Thì khách hàng chọn luôn là cái dòng này đấy, đây dòng Beta 87, dòng cao nhất của Sure các bạn ha. Chúng ta còn một dòng cao nữa, những cái đầu Newman. Đấy, những cái đầu đó thì quá đỉnh rồi các bạn, mà chắc Vũ nghĩ là khách hàng cũng ít mua đó các bạn. Thật ra nó khác nhau là khác nhau cái đầu mic đó các bạn. Đây, để cho các bạn coi ha. Sure, chính hãng. Hình như chiều nay mấy bạn đi lắp nè các bạn. Đây là cái nó, trong phụ kiện nó sẽ có những cái này. Đây hàng full box. Đấy, túi của Sure. Đầu receiver. Đó, hàng mới. Nói chung là Vũ mở nhẹ nhẹ các bạn. Rồi thật ra cái bọc này nè bạn, nó rất là dễ cũ. Thực sự luôn, nó cực kỳ dễ cũ luôn. Bóc ra cái người ta không biết cách làm á. Cái nhiều khi khách hàng á, mình bán hàng mới nhưng mà khách hàng mình bóc ra mình chỉ mở cho khách coi á, nó dễ, hoặc là dán tem bảo hành á, thì nó dễ gây hay nhầm lẫn là khách tưởng là đồ cũ. Tại vì cái bọc này rất là dễ nhăn. Đó. Chúng ta không nên là cái nhùng nó, là nhìn nó cũ lắm các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Đẹp không các bạn? Đấy, XLD4. Đấy, và đây là tai mic để Vũ lấy cái tai mic cho các bạn xem. Đây tai mic nằm bên đây. Cái này chiều các bạn đi lắp phải. Đó, đây. Beta 87. Đây. Vũ cầm vậy nha, để công dơ bám vân tay vào khách thì đây. Cho các bạn xem Beta 87 Sure. Đây chính hãng. Đây là hàng chính ngạch nha các bạn ha. Bên Vũ thì không có hàng, không có làm hàng sách tay. Đấy, bên mình là bán hàng có giấy tờ, nói chung là an toàn và cái nói chung là kỹ về cái khoản xuất xứ của sản phẩm, nên sàn sách tay thì Vũ không có làm. Thật ra khách hàng nào mà kinh tế mà vừa thì mua hàng sách tay cũng được, nhưng mà cũng hên xui lắm đó. Nói chung là các bạn hên xui tùy người bán thôi đó, chứ không phải là hàng sách tay không tốt. Sách tay thì năm nay là nó sẽ kinh phí nó sẽ được rẻ hơn một chút các bạn ha. Nhưng mà Vũ là người bán kinh doanh thì Vũ thứ nhất là phải lựa cái nhà cung cấp, thứ hai là phải đảm bảo về mặt an toàn khi mà sau bán hàng. Tại vì khi mà bán những hàng sách tay như vậy, lỡ sản phẩm đó hay là nhà cung cấp đó không đủ tiềm lực đó, thì không có đủ khả năng để bảo hành cho mọi người, thì mọi người sẽ bị mất quyền lợi cái đó, ví dụ như vậy. Vũ ví dụ thôi nha. Còn mọi người cứ mua sách tay thì cứ, mọi người thích cứ mua. Còn đây là adapter. Rồi, thôi Vũ review sơ cho mọi người xem hai bộ, khách lấy cái này, khách lấy hai bộ mọi người ha. Phiếu bảo hành đàng hoàng các bạn ha. Đầy đủ nha. Bảo hành Việt Nam đàng hoàng. Vũ bỏ lên đây. Đóng lại. Này với công để giao khách, khách tưởng nói đồ cũ là kỳ lắm. Này hai bộ giống nhau. Đấy. Như vậy là riêng cái này là nó chỉ là một tai mic thôi nha mọi người ha.
Nó là thuộc dạng là supercaryot, tức là gốc noi cho đến gốc phụ nó rất là to, rất là rộng nha các bạn ha. À, thì rất là dễ hát, nó cũng rất là dễ. Rồi, để đây review các bạn cái khác. Ê. Rồi, ngoài ra hôm nay nó còn cả submission nữa nè các bạn. Đây, của Mission nữa nè. Đây là những dòng loa center, những dòng L1MK2. Đây là những dòng của Semphin, đây là Bass 30 sub, nhưng mà nó chỉ chuyên Semphin thôi. Mình không dùng nó để làm karaoke, tại vì những cái sub Semphin này cái gân đa phần tỷ trọng của nó là số phần của nó là sử dụng gân cao su. Nó làm rất là tốt và nó đánh xuống những tần số thấp, làm cho các bạn cảm giác Semphin nó rất là hay, nó rất là sâu và nó rất là cảm giác. Nhưng nếu mà đánh karaoke thì do vì nó quá sâu và nó quá nhạy thì nó sẽ không tốt cho việc karaoke của các bạn về cái độ căng cũng như độ cứng các bạn ha. Nói chung là mỗi cái nó sẽ có điểm ưu và điểm nhược, chứ không phải là con nào cũng sẽ chơi được hết hai món các bạn. Chúng ta phải chấp nhận bỏ một món này một tí xíu phần trăm để lấy điểm ưu của con này, hoặc là ngược lại thôi. Chúng ta không thể nào là cái lo này chơi được hay được karaoke và xem phim. Nguyên tắc là không có nha các bạn ha. Nôm na chỉ là vật liệu thôi, cái phần vật liệu nó đã xài khác thì nó sẽ đi thiên về cái gì rồi đó mọi người ha. Rồi, con này con gì ta? Con này là con MK2, hình như nó là con đây là con center, đây là con center của Mission thôi, để mình cắt luôn các bạn. Sang hỗ trợ đóng giùm anh với kia cho gọn giúp anh nha. Bữa nay Vũ làm phiền Sang xíu nha. Mở mình phá con nào để giới thiệu cho mọi người đập hộp hàng loạt luôn, ren luôn. Thì Sang đóng hộp giúp. Đấy. Đấy. Đấy, hàng mới full box các bạn thấy không? Keo kiết đồ mọi thứ là ngon lành cành đào hết. Đấy. Đấy, đây. Đây là những cái line sản phẩm. QR warranty bảo hành 3 năm, mã quét code của Mission đàng hoàng, và đây là những các series lớn nhỏ 1 2 3 4 5 6, center 1, center 2. Như vậy con này là con center 2, tức là con center size lớn. Còn con 3D Sprout nó là dành những con Atmos hay là con speaker in speaker enable các bạn, Atmos đánh dội á, đánh dội trần á. Đó, và đây những cục cao su. Đấy. Mission nha các bạn ha, Mission. Nhiều lắm các bạn. Còn hôm nay đập lo các bạn cả tiếng đồng hồ biết hết chưa nữa. Đây là những cái hệ thống mà team Thiên Vũ, Huy với lại Hạnh bán cho khách, và đang setup cho khách, tư vấn cho khách. Phin rồi karaoke rồi nhiều lắm. Đó, các bạn thấy cái thùng không? Họ bỏ dưới đất đi. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Bạn thấy bọc mới không? Nhìn bóc siêu. Bởi vậy cái người làm bán âm thanh nó rất là sướng ở điểm đó, tức là được trải nghiệm được rất là nhiều sản phẩm các bạn. Đó. Đấy, này Vũ phải tìm cách các bạn ơi. Chứ không được rồi, được rồi. Cameraman không cần can thiệp. Rồi, cameraman cứ ngồi đó đi. Chút nữa sẽ nhờ Hạnh nè. Đây Vũ lấy nha mọi người ha. Phải dậm lại. Đây, đó. Ok chưa? Đó, các bạn thấy đẹp không? Và giá thành con này cũng rất là hợp lý với những phòng phin ở phòng khách, hay hoặc là những cái phòng mà phin của các bạn mà muốn ngân sách nó hợp lý, nó cũng không quá cao, nhìn phòng nó vẫn sang, phòng diện tích nhỏ từ 20 cho đến 25-30 mét vuông. Chúng ta có thể sử dụng những cái brand như Mason, thiết kế cũng rất là đẹp các bạn thấy không? Bạn giấy gân cao su. Đó, một chép đây là con center các bạn ha. Nó đúng là phải nằm như vậy. Đó. Đó, các bạn thấy không? Rồi, cameraman có thể quay lại gần cái phần gỗ không? Mission đẹp. Mission rất là ăn điểm ở cái điểm là cái phần gỗ các bạn nha. Cái phần gọi là trong nội thất gọi là gì quên ta, miếng laminate. Đúng rồi. Cái miếng laminate của nó rất là sâu, gân mọi thứ nó nhìn rất là gọn gàng, rất là chắc chắn. Đó, bạn có thể gân không? Gân nó rất là đẹp nha. Đó. Đó, còn gỗ của nó là gỗ MDF chứ không phải là gỗ tự nhiên nha các bạn ha. MDF dán laminate đó. Đó, chứ không phải là gỗ tự nhiên ha. Đó. Rồi, bạn quay phía sau. Đấy. Bạn thấy chưa? Đó, Mission là X2. Rất đẹp. À, ok các bạn chưa ha. Đây. Dòng sản phẩm này hiện tại là đang được do Nguyễn phân phối các bạn ha. Nguyễn phân phối, tức là nhà nhập khẩu phân phối, còn Vũ là một nhà bán lẻ, tư vấn giải pháp, tư vấn setup cho khách hàng, còn họ là nhà nhập khẩu và bán cho Vũ. Vậy cho dễ. Dễ chưa?
Rồi ok, lùi lại xíu, trả con này qua đây. Nhờ. Nhờ Sang đóng hộp giùm. Vũ sẽ đi mở cho các bạn những con khác nữa. Gì đây, con này, à bộ này bộ khác, bộ nhỏ hơn, cũng là center luôn, chắc Vũ nghĩ là hai phòng xem phim luôn. Nhưng mà chắc anh em bán cái phòng nhỏ hơn nên mới tư vấn khách hàng size nhỏ hơn, còn nó size lớn chắc là phòng lớn. Đó. Thôi cái này mình đã review rồi, mình không gỡ ra con này chi mất cái gì. À. Dali. Rồi, Dali. Sự tham gia của 4 con Atmos Dali. Đây, hàng mới nguyên kiện các bạn. Được, các bạn chờ một xíu. Dali. Mở một con ra cho các bạn tham khảo luôn. Phòng xem phim, nghe nhạc, karaoke. Được team Thiên Vũ lắp khách hàng. Được khách hàng tin tưởng, nói chung là rất là vui các bạn. Rồi làm nghề được khách hàng chọn mình rồi giao phó hết cái căn phòng cho mình thì thật là sự là không còn gì bằng. Và đương nhiên là làm việc và làm cho căn phòng của khách hàng nó nằm ở kiểu là làm cho mình đó các bạn, chứ không phải là làm cho khách nữa. Mình thỏa mãn đam mê nữa mà. Đấy. Vừa làm vừa học. Thật ra mấy môn này các bạn học mỗi ngày các bạn. Đây, Dali. Đây là cái cuốn manual của nó. Và nó giới thiệu cho mình những cái series, cái size, kích thước các bạn. Đó, 50, 60, 80, 60S, 60. Đấy. Còn đây là cái cuốn, để giống như cái cuốn kia. Là ta phần những cái loa selling đó các bạn, là nó đều cho những cái cuốn này để cho người thợ thi công có thể khoét được cái lỗ chuẩn nhất, đẹp nhất. Đó, con này thì nó đắt hơn. Đó. Nhưng mà nhìn nó cũng xịn sò hơn, để cho các bạn xem. Nhưng mà giá thành nó cũng không quá cao, nó nằm ở cái mức hợp lý. Đấy, các bạn coi đi. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? À, nguyên một cái vành lo của dòng Dali này, Dali Phantom. Nó là một dòng lo Asmod mà Vũ đang làm cho khách hàng. Thứ nhất là góc ngã. Các bạn thấy góc ngã của củ lô các bạn, nó có một góc ngã cho các bạn nha. Nó có ghi độ đàng hoàng nè các bạn. Đánh focus nè, direct nè. Nè, các bạn thấy không? Normal nè, hay là cao, đánh giải cao cao hơn đó nè. Các bạn thấy không? Nhìn cái độ hoàn thiện của con này các bạn thấy không? Tức là ngoài việc sản xuất lo ra, nó là một cái lo, nó cũng lo thì cũng giống như cái lo nào, cũng vòng tròn, cũng về nhỏ, nhưng mà các bạn phải để một đánh giá một sản phẩm chất lượng, chúng ta sẽ còn đánh giá về những cái độ chi tiết kỹ về nước sơn nè, chất liệu nhựa nè, độ dày nè, nước sơn nè. Rồi cái độ hoàn thiện chi tiết từ một cái CNC của những cái thiết bị loa của mình nè, rồi những cái nút gạt của này nè, nó có độ hoàn thiện như thế nào, thì nó chúng ta có rất là nhiều điểm để soi. Rồi nhìn sang các bạn, quá đẹp. Cái góc pad này nó phủ như thế này các bạn, để giúp cho cái hướng loa nó định hướng được. Chúng ta là loa, chúng ta không đặt thẳng trên đầu mà chúng ta đặt phía trước hoặc là phía sau, để cái hướng âm nó đi đánh từ trước hoặc đánh từ sau, chứ không phải là đánh trực diện là thẳng từ trên đầu xuống nha các bạn nha. Thực ra nó phải đánh như thế này hoặc là đánh phía sau này, chứ không đánh trực diện ở đầu nha. Đây, rất đẹp các bạn. Rồi đây là driver của nó, cho bạn coi mặt phía sau luôn. Đó, driver in và out đơn giản các bạn. Con này thì đánh lô rất tốt, tại vì sao? Vũ chia sẻ các bạn là những Vũ tháo nhiều lo. Vũ nè, cái củ từ, cái con nhỏ, củ từ nó dày lên, nó là nó cũng là một điểm nhấn nè các bạn. Và cái thứ hai là con này để mà đánh tốt và hay, con này tức là nó dựa rất nhiều vào sự cao độ của cái trần, tức là từ sàn bê tông cho đến trần thạch cao, nó dựa vào cái không gian trống đó để nó tạo ra cái âm lô cộng hưởng trên mặt nền nha các bạn. Nó cũng một phần quan trọng. Ví dụ như chúng ta để cái trần cao xuống 60, từ bê tông đi xuống cái trần thạch cao thì cái lô nó sẽ khác, mà từ trên kia mà xuống khoảng 40, cái lô nó sẽ nghe khác hoàn toàn các bạn. Còn đối với những số trường hợp về những dòng mà âm trần mà nó có cái hộp bên trong á và lỗ hơi phía trước á, thì nó sẽ tự động tái tạo lô ở bên trong nội bộ của cái loa. Còn cái này lô nó sẽ còn phụ thuộc vào cái trần của mình nữa các bạn, không gian trần ha. Ok, Vũ chia sẻ mọi người thêm thông tin. Biết cách đóng không Sang ơi? Biết nha, anh mở để ý nha, đóng kỹ kỹ nha. Rồi ok, Vũ xin phép được trả cái lo lại về vị trí của nó các bạn, để cho Sang đóng, chứ để như cái không đóng không kỹ cái khách hiểu lầm à, tưởng mình bán đồ cũ đó, buồn lắm. Nói chung bên Vũ hàng hóa rõ ràng với khách hàng lắm, không có ngại với vấn đề này. Rồi ok, đóng thùng giúp anh. Rồi này là gì đây? Này là Dali Center.
này là một dòng daily nhưng mà nó thuộc dạng dòng center, nó phải là Atmos các bạn. Đây, con này là center. Đó, bây giờ thôi, bây giờ mở cho các bạn coi cái con này nè. Khủng nè. Con này là SVS. Đó. Ôi trời. Đây. Rồi còn đây là một dàn âm ly dưới đây các bạn. 2000, 3000, 4000, 6000. Đó, đủ, tức là rất là nhiều phòng. Tức là Hạnh với lại Huy mấy bạn đang lắp cho khách hàng rất nhiều phòng, rất là nhiều phòng có diện tích nó khác nhau. Đó. Rồi, mọi người chờ buổi xíu. Có con súp nữa các bạn, có con súp Mission nữa. Chút nữa mình mở cho các bạn xem. Ôi chà, mình bày ra lát nữa mấy anh em lại la sùm nữa. Bạn thấy sướng các bạn. Vũ đi làm những ngày này rất là nhiều khách mà đam mê nè, rồi những anh chị mà mê phim, mê âm thanh, sao là làm nghề gì chứ được làm nghề bán là sướng nhất. Tại vì sao? Được trải nghiệm được nhiều thứ. Vừa làm vừa được trải nghiệm, vừa tăng kinh nghiệm nữa, vừa học hỏi nữa, vừa thỏa mãn đam mê và vừa có tiền nữa các bạn. Đây, ok. Đây là brand SVS, đây là thương hiệu của Mỹ các bạn ha. Đấy, cho các bạn coi. Đây là con Ultra. Đây, SVS Sound Revo. Đó các bạn ha. Đấy, cho các bạn xem. Các bạn có thể những cái trend mà Thiên Vũ đang đọc cho các bạn, bạn thử tự search trên Google các bạn ha. Các bạn có thể search trên cái Google. Những brand này có những trang web nước ngoài đầy đủ thông tin cho đến nhà cung cấp, nhà máy, nhà xưởng, nó rất là rõ ràng. Các bạn có thể tìm hiểu về thông tin những hãng này, nó có chính hãng hay không, nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng không, thì các bạn cứ thoải mái tìm trên Google, nó đầy đủ hết các bạn ha. Đó, các bạn không cần phải xem trên cái trang web của Thiên Vũ nữa, các bạn cứ lên thẳng cái trang nước ngoài các bạn xem luôn. Thông tin của nước ngoài đầy đủ hơn Việt Nam mình nhiều. Đấy, để Vũ mở ra. Đấy. Đấy, phụ kiện nó cho đi kèm vậy các bạn. Cái này là cái mặt y căng các bạn, cái này y căng nhưng mà mình không có mở ra. Đó, nhưng mình không mở, mất công mở ra nó lại cũ nữa, kỳ lắm. Đấy. Đó các bạn không? Sách ở cái men đồ của nó. Ây cha, mọi người chờ buổi xíu. Trời lụt. Dạ. Wow. Khánh ơi, hỗ trợ Khánh ơi. Vũ mở ra để cho các bạn nhìn cái mặt tiền nó là sao. Coi coi cái hình dáng rồi kích thước của nó như thế nào. Coi mỗi loại lo, mỗi hãng nó có thiết kế, cái ngôn ngữ thiết kế nó là sao. Rồi các bạn mà muốn mà biết mà sao tiếng của nó, chất âm nó có hay hơn hãng này hãng kia không, thì các bạn ghé showroom B79 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5 luôn. Thì Vũ có một phòng demo tương đối bài bản và cũng có một phong cách thiết kế cực kỳ gia đình luôn. Các bạn có thể trải nghiệm và có thể hình dung được cái việc mà trải nghiệm tại showroom Thiên Vũ nha. Không biết có khách nào ủng hộ mình mở chi nhánh không ta. Rồi, ok. Để Vũ cho nằm xuống nha. Con này hơi bị... Cái này là màu đen bóng nha các bạn. Nhưng mà các bạn lưu ý nó cực kỳ bám vân tay. Vũ chạm tí xíu là bám vân tay rất là nhiều. Đây, mặt tiền. Bạn thấy đẹp không bạn? Đẹp tuyệt vời ở mặt trời luôn các bạn, đúng không? Nhìn cái độ hoàn thiện rất là đẹp. Gỗ chắc nịch, dày. Đương nhiên tiền nó cũng dày theo. Đó, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Cái này nhưng mà rất dễ bám vân tay nha mọi người ha. Đối với những màu đen này, đối với con series này nó sẽ có 3 phiên bản cho các bạn chọn: màu đen, màu trắng, màu gỗ Venus sáng và một màu nữa là màu gỗ tông tối, giống như cái con mà Mission hồi nãy đó. Nhưng mà đương nhiên là cái độ hoàn thiện cũng như là giá thành khác nhau, thì Vũ nghĩ là cái chất lượng gỗ cho đến chất lượng sơn ở ngoài nó cũng sẽ khác nhau hoàn toàn các bạn. Cái con này về nước sơn nó Vũ đánh giá nó giống như một cái brand nào quen Vũ quen nha. Nó tương đối là giống một hãng Biaga. Tương đối là cái nước sơn nó tương tự giống như Biaga. Mà đây là thương hiệu của Mỹ các bạn. Đó. Ok. Xong để đây Khánh đóng cẩn thận nha.
để mình kiếm cái gì mình mở cho các bạn coi tiếp. Còn mấy con đây rồi, để cho các bạn mở cho các bạn dòng inward luôn. Khánh đóng cẩn thận nha, bê bê ra ngoài đánh lao cái hẳn bỏ vào nha. Rồi cameraman vô đây luôn, cameraman ơi, đây mở thêm ông này. Ông này là Rubicon Opticon. Rồi các bạn chờ Vũ một xíu. Thật ra phòng phim cho đến phòng karaoke bây giờ nó đơn giản rồi, và nó rất là nhiều công nghệ rồi. Cái mà để các khách hàng trải nghiệm mà bị sai lệch chính là cái mà lắp đặt sai. Lắp đặt sai. Thứ hai là lắp đặt không đạt được đúng những quy chuẩn mà hãng nó đưa ra. Như vậy là để cho các khách hàng và khi mà chúng ta trải nghiệm á, thì nó sẽ không còn cái sự mà gọi là sự khác biệt giữa cái việc mà xem phim 2 kênh và xem phim 5 kênh. Thì Vũ đang muốn làm một cái hệ sinh thái cho khách hàng, giới thiệu cho khách hàng về sản phẩm, về cái trải nghiệm mình lắp đặt khi mà quy chuẩn nó có thật sự là cái trải nghiệm của mình nó có khác với là việc 2 kênh hay không. Nhiều khách hàng bảo là lo xem phim 2 kênh nghe cũng ầm, nhưng mà khác các bạn, cái trải nghiệm từ đến cái cảm xúc cũng vậy nữa. Mà khi mà xem ở phòng khách là cảm xúc khác, mà xem ở một phòng xem phim riêng ở trong nhà nó lại khác nữa các bạn. Cảm xúc khác nhau hoàn toàn luôn, cái trải nghiệm khác nhau. Rồi xem máy chiếu nó cũng khác, mà xem tivi nó cũng sẽ khác nữa. Thì cái này thì các bạn có liên hệ với team Thiên Vũ sẽ phân tích cho các bạn rất là kỹ nên xài máy chiếu hay xem phim. Thì các bạn cứ nêu hết những cái nhu cầu của các bạn thì team của mình sẽ giới thiệu các bạn từ và phân tích cho các bạn. Còn việc các bạn chọn brand nào, chọn sản phẩm nào, máy chiếu hay tivi cái gì đó là bạn là người quyết định. Còn bên mình nhiệm vụ là sẽ tư vấn và giải đáp cho các bạn và phân tích những cái ưu và những cái nhược cho các bạn thôi, và khuyến khích các bạn nên xài những dạng nào và setup ra sao để phù hợp với cái việc là bán cho các bạn mà các bạn phải xài cái sản phẩm của Thiên Vũ nhiều, chứ không phải là bán cho sản phẩm của bạn mà để các bạn một năm các bạn chỉ mở một lần. Đó là không phải là cái hướng đi của Thiên Vũ, mà hướng đi của Thiên Vũ là bán một sản phẩm thích được khách hàng trải nghiệm liên tục đó. Ok, đây mời các bạn cameraman cái con này nó đây là Daily Opticon các bạn ha. Đây MK2, đây là những cái chấu, những cái chấu chân để chúng ta có thể đặt trên bàn các bạn đó, để không có bị chày loa. Nên là chú một miếng dán 3M rồi một chút gì đó, nhưng mà thật ra con này là con on world cho các bạn, không phải in nha. On là treo tường, in là âm trong tường luôn, in là tức là nằm trong vách, còn on tức là nằm ở ngoài vách nhưng mà nó nằm ở cái lớp nó rất là mỏng. Cái hình như cái này là Vũ đã lắp luôn rồi đó các bạn, nó tương đối nặng nhưng mà con này là rất là đắt tiền. Nói chung là gia đình thì đắt trong khúc phân khúc gia đình thôi các bạn. Vũ review á thì chỉ đắt trong phân khúc gia đình thôi, chứ còn về âm thanh thì nó rất là nhiều giá các bạn. Nó là gia đình mà chúng ta đầu tư những brand này thì thôi là cũng quá nhiều tiền rồi. Bản thân Vũ nhiều khi Vũ là người bán, nhiều khi còn chưa dám bỏ tiền chơi. Chẳng qua mình đam mê mình bán rồi được trải nghiệm cùng với khách hàng của mình thôi. Đấy. Rồi, ok. Đây trước mặt các bạn đây là con Opticon. Đây là dòng inward treo tường hoặc là để bàn, tùy các bạn. Nhưng mà gân ở đây nó đặc biệt, nó không nằm ở cái con loa. Các bạn nó nặng cực kỳ luôn các bạn. Nó chắc nịch. Còn những cái gân thế này các bạn, giới thiệu các bạn luôn. Cái này một số cái viền thế này các bạn là để chi? Các bạn có thể luồn dây. Thì dây bạn có để lòi ở ngoài tường đi nữa thì chúng ta vẫn có thể giấu dây được mà không cần phải khoét cắt tường, vì chúng ta vì ở đây nó đã cố tình họ hãng nó âm sẵn rồi. Và dây chúng ta cắm vào đây và đi rất là nhiều ngách để chúng ta lủi vào, đưa vào và giấu hết trong đây. Và treo cũng vậy, nó có hai hệ treo. Treo ngang, treo dọc, nên ở đây các bạn thấy chữ thập không? Nên chúng ta treo ngang hay là treo đứng gì cũng được, tùy. Nôm na là hãng nó linh hoạt rồi. Ngoài sản phẩm ra được cái con Dali á, là mỗi cái sản phẩm mà được xuất xứ ra đều có một cái chữ ký xác nhận. Đây, từ số series và một số chữ ký để xác nhận là hàng đã được kiểm tra. Đó các bạn ha. Made in Denmark. Các bạn chờ đi, Vũ sắp tới sẽ nói tiếng Anh rất là hay. Đang đi học tiếng Anh. Cái đẹp ở chỗ này nữa nè các bạn, nhìn nó sang. Cái Dali đặc biệt cái dòng Opticon mình rất là thích cái độ hoàn thiện cái thiết kế các bạn. Đây, bạn cameraman quay cận cảnh nha, những cái đường nét nè. Đấy, và bạn kéo qua đường nó series nè, nó chiếu sáng các bạn thấy đẹp không? Đó. Dali Opticon MK2 series. Đó.
nó làm rất là sắc cạnh nha các bạn, độ hoàn thiện cao tuyệt vời luôn. Rồi Bass Mid 2 đó, đẹp không các bạn, tuyệt vời đó. Rồi các bạn có thể cho quay cái cận cảnh con này đây, cái chất lượng này các bạn ở vũ đây lóng tay cào nha, tức là bạn nhìn bạn nghĩ là nó chỉ là màu sơn nhưng không, nó cũng là miếng laminate nhưng mà cái phần là laminate nó cao cấp hơn rất nhiều, nó có độ sâu của gân, chúng ta cảm giác như là thật luôn các bạn. Đấy, đó các bạn thấy không, vũ cào rồi nó có độ sừng sừng tới cái bàn tay của vũ, các bạn thấy không, đấy y chang vậy đấy các bạn thấy không, tức là tiền nào thì của đó thôi, tức là không phải về riêng về chất âm, các bạn nhìn củ chép nó cũng đáng tiền hơn các bạn không. Đó mid nè, vũ cho các bạn nè, khi mà vũ soi vũ thấy nè, đây là hàng xuất xưởng, nãy giờ các bạn thấy vũ là người khui ra từng món đúng chưa, nhưng đôi khi những cái sản phẩm này cũng thao tác bởi con người, đôi khi nó cũng sẽ có lỗi xảy ra, ví dụ các bạn thấy con này không, đó con này nó bị móp, thật ra nó không ảnh hưởng gì cả nhưng mà để vũ soi cái độ chi tiết là nó đôi khi họ gắn không có kỹ cái con này nè, thật ra cái những cái này nhiều khi là cũng là con người làm thì đơm ra nó cũng sẽ có những tỷ lệ là sai số, cái chuyện rất là bình thường không vấn đề, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cái lo và cũng không có gây mất mỹ quan gì cả cái lo, các bạn chỉ là một cái nhỏ thôi đấy. Nôm na chỉ là miếng cao su để chúng ta giữ khít cái mặt y căng này đó các bạn, đây là cái mặt y căng đó, đó nó chỉ đơn giản vậy thôi nè đấy. Ok ok, hôm nay trời khá là nóng các bạn, hôm nay mình mở máy lạnh 17 độ rồi mà nó trời vẫn rất là nóng. Rồi như vậy là Vũ đã review và giới thiệu xong cho các bạn xem một cái dòng sản phẩm, còn đây là đối với khách hàng mà thích gắn lưới nè, đấy. Gắn lưới nè, nhìn nó đẹp chứ bộ, cỡ nào cũng đẹp, gắn không gắn gì cũng đẹp, nhìn nó sang à. Cái mặt lưới nè các bạn, mặt lưới này nó rất là phù hợp cho những khách hàng mà rất là yêu cái đẹp và thích đề co những căn nhà của mình, những không gian nó giống như một tấm vải, giống như một cái tranh vải các bạn. Đó, cameraman quay cận cảnh các bạn không, ở ngoài nhìn đẹp hơn nhiều, ở ngoài nhìn cái độ hoàn thiện nó đẹp hơn rất là nhiều các bạn đó. Ok rồi, nói chung là khá là nhiều các bạn, Vũ nghĩ là video cũng tương đối là dài các bạn, hẹn cái chắc hẹn các bạn hôm nó còn quá trời lo đây súp nữa nè, ơi hẹn các bạn video để các bạn hoàn thành xong đi, để các bạn mở ra hết rồi mình cùng với Hạnh với Huy review cho các bạn cùng xem, những khách hàng follow kênh của Thiên Vũ xem nhiều cái mới, nhiều cái hay, nhiều cái khác biệt mà Thiên Vũ muốn làm cho khách hàng của mình. Rồi các bạn thấy video này hữu ích và thực tế thì đừng quên bấm like và share cho Thiên Vũ để có nhiều động lực cho anh em team vừa làm và vừa bỏ thời gian để quay để giới thiệu cho các bạn, thì để đến khi nào mà chúng ta có nhu cầu xây nhà hay là có nhu cầu xây xem phim tặng ai, tặng bố tặng mẹ, hay làm cho con mình hay là để bản thân mình relax, thì để chúng ta có nhiều được thông tin đầy đủ và chính xác nhất để chúng ta quyết định mua một sản phẩm mà nó hài lòng nhất, nó hợp lý nhất và chúng ta xài nó nhiều nhất để khấu hao cũng như là khai thác nó triệt để. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau, bye bye.